Chào các bạn, tôi là Phạm Quang Hưng, chuyên viên kỹ thuật của tập đoàn Deco. Ngày nay, sự lựa chọn sản phẩm PPR cho hệ thống đường cấp trong công trình ngày càng trở nên phổ biến. Và hôm nay, tôi xin giới thiệu tới các bạn quy trình 5 bước hàn, ống và phụ kiện PPR đúng tiêu chuẩn. Ngày hôm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị, đó là ống PPR, phụ kiện PPR và máy hàn. Máy hàn thì sẽ bao gồm có đầu hàn, các kích thước ống theo máy hàn, kéo cắt, các phụ kiện đi kèm, chúng ta có thước, găng tay bảo hộ lao động và khăn lau để vệ sinh đầu hàn. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành các bước hàn ống. Hôm nay tôi sử dụng ống phi 25 để hàn. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ lắp đầu hàn. Chúng ta lựa chọn đầu hàn phi 25, nó lắp lên thân máy. Chúng ta sẽ làm chặt thân máy với đầu hàn bằng lục giác. Sau khi lắp đầu hàn vào thân máy hàn thì chúng ta sẽ kết nối máy hàn với nguồn điện 220V. Chúng ta kết nối máy hàn với nguồn điện 220V. Lúc này đèn đỏ của máy hàn đã sáng, chứng tỏ máy đã hoạt động. Sau khoảng 5 phút thì máy sẽ chuyển sang đèn xanh. Khi máy hàn chuyển sang đèn xanh, lúc này là máy đã đủ điều kiện để hàn ống. Nhiệt độ của máy hàn lúc này đang là khoảng 260 độ C. Và ta có thể tiến hành bước thứ hai. Bước 2, chuẩn bị ống và phụ kiện hàn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắt ống theo độ dài yêu cầu. Lưu ý khi cắt ống, lưỡi kéo vuông góc với ống. Tiếp theo, ta sẽ vệ sinh đầu ống và phụ kiện để đảm bảo những cái bụi bẩn ở trên ống sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng mối nối. Sau khi vệ sinh đầu ống xong, ta sẽ đánh dấu chiều sâu mối nối trên thân ống. Sau bước thứ 3, chúng ta sẽ đẩy ống và phụ kiện vào đầu hàn. Chúng ta sẽ đẩy ống và phụ kiện vào đầu hàn ra nhiệt của máy hàn. Chúng ta cứ đẩy và từ từ, không cần lưu ý là trong lúc hàn chúng ta không được xoay ống và phụ kiện. Nhiệt độ trên đầu hàn sẽ làm ống và phụ kiện nóng chảy và chúng ta chỉ đẩy vào là sẽ đúng yêu cầu. Lúc này thì phụ kiện sẽ đến cái chiều sâu của đầu hàn và ống cũng đến điểm đánh dấu. Đối với cái ống 25 này, chúng ta sẽ có khoảng 7 giây để làm nóng chảy. Sau đó chúng ta sẽ rút ống và phụ kiện ra. Chúng ta sẽ kết nối ống và phụ kiện. Có 4 giây để kết nối ống và phụ kiện. Đối với ống Deco thì trên thân ống có vạch và trên thân phụ kiện thì có gân. Chúng ta cứ kết nối cái vạch và cái gân này thẳng hàng là mối nối sẽ thẳng. Chúng ta cũng lưu ý là không được xoay. Sau khi kết nối ống và phụ kiện, chúng ta cần để ổn định mối nối khoảng thời gian này là 2 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra mối nối. Như các bạn đã thấy, sau khi hàn, phần nhựa đùn giữa ống và phụ kiện rất là tròn và đều. Phần gân của phụ kiện và vạch trên thân ống rất là thẳng hàng. Như vậy, mối nối này đạt yêu cầu. Sau đây, tôi sẽ cắt cái mối nối này ra để kiểm tra chất lượng bên trong của mối nối.
Chúng ta có thể thấy khi hàn đúng kỹ thuật và đúng nhiệt độ thì chất lượng nguồn nối rất là đảm bảo. Phần nhựa giữa ống và phụ kiện đã trở thành một khối đồng nhất. Và như vậy thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện các bước hàn ống và phụ kiện PPR Deco. Và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Ống nhựa Deco, nhà hỏng ống chưa hỏng.